Bữa nay mình xin chia sẻ các bạn món thịt bò xào rau cần nước. Trước tiên chảo nóng mình bỏ bỏ tỏi vô mình phi nó thơm, xong đó mình bỏ thịt bò đã ướp sẵn vào, mình xào cho nó xong. Món thịt bò xào rau cần nước rất là dễ làm. Món này có thể dùng chung với cơm hoặc một chút rượu hoặc một chút bia. Hẹn lai gai buổi chiều với bạn bè và người thân. Đổ thịt bò vô mình xào cho nó săn nha các bạn. Hơi xăng xăng rồi mình bỏ rau cần nước vào, mình đảo qua đảo lại cho rau cần nước nó vừa chín tới là mình có thể xúc ra dĩa được rồi đó các bạn. Đừng để cho nó chín quá mất mùi vị của rau cần. Món rau cần nước và thịt bò xào với rau cần là món ăn của người Việt Nam thường làm có bữa cơm đạm bạc người Việt Nam. Cần nước và thịt bò vừa chín tới mình bỏ hành vô các bạn, xong mình tắt bếp. Mình xúc ra dĩa và mời cả nhà dùng thôi các bạn ơi. Xin mời các bạn cùng dùng chung với mình nhé. Mùi vị rau cần thịt bò chung nhau rất là thơm và thêm một chút hành. Các bạn có thể rải tiêu xay lên một tí xíu cho món ăn mình ngon hơn. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn video sau nhé. Bye bye.